Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Mở đầu chương trình là phần tin an ninh trật tự, phản ánh một số hoạt động khám phá án của lực lượng công an trong tỉnh thời gian qua. Cuối chương trình là các phóng sự. Mùi hôi từ nhà máy mì ở xã Cờ Rông Á có gây ô nhiễm môi trường sống của người dân hay không? Thêm một nhóm tín dụng đen bị xử lý. Bây giờ, mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của chương trình. Công an huyện Esup, tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức đi gỡ bỏ, xóa những tờ rơi quảng cáo của các đối tượng hoạt động tín dụng đen dọc các tuyến đường. Những năm qua, dọc các tuyến đường cột điện tường rào ở thị trấn Esup, huyện Esup luôn bị các đối tượng hoạt động tín dụng đen dán nhan nhản những tờ rơi quảng cáo cho vay như thế này. Và cũng vì những lời rao như thế mà rất nhiều người đã mắc vào bẫy tín dụng đen, vay phải tiền với lãi suất cắt cổ của bọn xấu và bị chúng siết nợ, cưỡng đoạt tài sản. Chính vì vậy, trong đợt này, cán bộ chiến sĩ công an huyện Esup đã tổ chức đi gỡ bỏ, xóa hàng trăm tờ rơi quảng cáo của các đối tượng hoạt động tín dụng đen dán dọc các tuyến đường. Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện bắt một đối tượng có hành vi vận chuyển, mua bán trái phép 10 kg thuốc nổ. Đối tượng trong vụ án này là Nguyễn Kim Quý, trú ở tổ dân phố 4, thị trấn Quảng Phú, huyện Chư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk. Qua công tác theo dõi nắm tình hình, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện Quý đang vận chuyển thuốc nổ tại địa phận thôn Tiến Cường, xã Quảng Tiến, huyện Chư Mờ Ga. Bước đầu, Quý khai nhận đã đến xã Ea Cờ Pam, huyện Chư Mờ Ga, mua của một người đàn ông lạ mặt 5 cây thuốc nổ với trọng lượng khoảng 10 kg. Sau đó, đang đi trên đường vận chuyển số thuốc nổ này đến địa điểm đã hẹn để giao hàng cho người khác, thì Quý bị tổ công tác của Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ cùng tang vật. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng. Một đôi nam nữ có 3 tiền án tiếp tục rủ nhau đi trộm cắp vừa bị Công an huyện EK tỉnh Đắk Lắk bắt xử lý. Đó là Hoàng Văn Phương, trú ở huyện Krông Bách, tỉnh Đắk Lắk và Phạm Thị Út ở tỉnh Khánh Hòa. Phương và Út đều đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Sau khi ra tù, đều tái nghiện ma túy và vô tình gặp nhau. Để có tiền tiêu xài và hút chích ma túy, cả hai đã rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Thủ đoạn của chúng là dùng xe máy chở nhau đi dò la trên tuyến quốc lộ 26, hướng từ thành phố Buôn Ma Thuột đến huyện EK. Khi thấy cửa hàng kinh doanh hay tiệm tạp hóa nào không có người trông coi hoặc sơ hở thì xếp vào trộm cắp. Số tài sản trộm cắp được, cả hai mang đi bán lấy tiền tiêu xài và mua ma túy về hút chích. Bước đầu cả hai khai nhận đã gây ra 3 vụ trộm cắp tài sản ở các cửa hàng kinh doanh, tiệm tạp hóa trên tuyến quốc lộ 26 đoạn qua huyện EK. Hiện công an huyện EK đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc để xử lý 2 đối tượng tái phạm này. Công an huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk vừa bắt một đối tượng trốn truy nã sau khi dùng hung khí gây thương tích cho người khác trong cuộc nhậu. Đó là Lương Ngọc Hải ở Buôn Tun B, xã Even, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Trước đó, ngày 2 tháng 2 năm 2018, Hải cùng với Inoan Hờ Mốc, trú cùng buôn, rủ nhau đi uống rượu. Một lúc sau, Ethan Hờ Mốc là em ruột của Inoan đến nhậu cùng. Trong lúc uống rượu, giữa hai anh em ruột là Inoan và Ethan xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến cãi vã đánh nhau. Lúc này Inoan dùng đũa đâm Ethan, sau đó Inoan còn nhờ Hải đánh Ethan giúp mình. Khi đó Lương Ngọc Hải đã dùng một cây kéo kim loại đâm Ethan hở mốc. Hậu quả là Ethan bị thương tích 64%. Sau khi gây án, Lương Ngọc Hải đã bỏ trốn vào thành phố Hồ Chí Minh làm thuê. Mặc dù có nhiều thủ đoạn để trốn tránh, nhưng cuối cùng hắn đã bị công an huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk truy tìm, bắt giữ đưa về quy án.
Một đối tượng có 3 tiền án vừa bị Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tuyên thêm mức án 20 năm tù giam vì tái phạm tội mua bán trái phép chất ma túy. Đó là bị cáo Nguyễn Văn Sinh, trú tại xã Long Hưng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. Sinh từng có 3 tiền án về các tội, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội, cướp tài sản, mua bán trái phép chất ma túy với tổng mức án 33 năm tù giam. Trong đó, tội mua bán trái phép chất ma túy chưa được xóa án tích, nhưng ngày 13 tháng 4 năm 2018, Sinh lại tái phạm tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, Sinh đã đón xe khách từ thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, gặp bé ruồi là một người bạn tù trước đây để mua 35 triệu đồng ma túy, mang về thành phố Hồ Chí Minh chia nhỏ bán kiếm lời. Sau khi mua bán xong, trong lúc Sinh đang đứng đón xe khách để về lại thành phố Hồ Chí Minh, thì bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Buôn Ma Thuột phát hiện bắt quả tang cùng gói tang vật ma túy đá. Lần này, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Sinh 20 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện một vụ việc hàng ngàn sản phẩm thuốc Tây, dịch truyền và thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Được sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk tại hiện trường, đội chống buôn lậu của Phòng Cảnh sát Kinh tế đã phát hiện bắt quả tang đối tượng Dương Hồng Quân ở xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, đang chở 3 thùng thực phẩm chức năng, mang nhãn mác thuốc ho Bảo Thanh tới giao cho kho thuốc Tây của bà Nguyễn Thị Kim Cúc ở đường Hồ Tùng Mậu, thành phố Buôn Ma Thuột. Qua kiểm tra, đối tượng Quân không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của 3 thùng thực phẩm chức năng này. Quân khai nhận đã vận chuyển số thuốc này từ kho của ông Dương Đăng Quang nằm trên đường Nguyễn Khuyến, thành phố Buôn Ma Thuột đến bán cho bà Cúc. Ngay lập tức, tổ công tác đã đồng loạt kiểm tra 2 kho thuốc của ông Quang và bà Cúc, phát hiện hàng ngàn sản phẩm thuốc Tây, dịch truyền, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Cụ thể, tại kho của bà Cúc có trên 3.500 sản phẩm gồm thuốc Tây, dịch truyền, vật tư y tế không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Còn ở kho hàng của ông Quang có gần 200 thùng chứa hàng ngàn sản phẩm như thuốc ho mang nhãn mác Bảo Thanh và các loại thực phẩm chức năng khác cũng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Bước đầu, hai chủ cơ sở khai nhận đã mua các sản phẩm thuốc Tây, dịch truyền, thực phẩm chức năng từ nhiều nguồn trên thị trường về để bán cho các tiệm thuốc Tây và các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Hiện toàn bộ tang vật đã được lập biên bản niêm phong, tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Liên quan đến vụ cháy ki-ốt khiến 2 người chết tại chợ xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk mà truyền hình An ninh Trật tự đã đưa tin, mới đây, Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều tra làm rõ, khởi tố bắt tạm giam đối tượng Đặng Văn Thụ, kẻ đã gây ra vụ án mạng này. Sau khi vụ cháy ki-ốt xảy ra, Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều tra làm rõ Đặng Văn Thụ ở phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột là kẻ gây ra vụ án này. Sau khi đốt cháy ki-ốt, do cũng bị phòng nên Thụ đã bắt taxi lên bệnh viện tỉnh cấp cứu. Nguyên nhân bắt đầu từ chuyện yêu đương mù quáng. 4 năm qua, Thụ có quan hệ tình cảm yêu đương với chị Đinh Thị Hồng Yến Nguyệt ở xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột. Tuy nhiên, mối quan hệ này bị gia đình chị Nguyệt phản đối, nên khoảng một tháng gần đây, chị Nguyệt đòi chia tay Thụ và hai người đã xảy ra mâu thuẫn. Đến khoảng 1 giờ sáng ngày 22 tháng 10, Thụ tới cửa ki-ốt hàng hoa của chị Nguyệt ở chợ xã Hòa Thắng, nhưng do đã muộn nên Thụ ngồi ngoài chờ. Đến khoảng 3 giờ sáng, Thụ tìm cách đột nhập được vào trong ki-ốt của chị Nguyệt. Một tiếng sau, chị Nguyệt thức dậy, đi từ gác xếp xuống, thấy Thụ đang ngồi ở ghế dưới nền nhà. Lúc này chị Nguyệt ngửi thấy mùi xăng và thấy xăng chảy tràn trên nền nhà nên gặng hỏi Thụ. Còn Thụ thì miệng nói muốn chia tay nữa không, rồi hắn dùng quẹt ga châm lửa đốt. Khi lửa bùng cháy, chị Nguyệt la hét rồi chạy lên cầu thang để cứu con gái và người học việc, thì Thụ kéo chị Nguyệt ra ngoài. Hậu quả khiến cháu Nguyễn Phương Uyên 15 tuổi, con của chị Nguyệt, và em Nguyễn Thị Vân 18 tuổi đang học việc bị tử vong tại chỗ. Chị Nguyệt bị phỏng nặng, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Riêng tên Thụ cũng bị phỏng 30% diện tích cơ thể. Với những hành vi đó, Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk
đã khởi tố bắt tạm giam Đặng Văn Thụ về hành vi giết người. Đây là bài học đau lòng cho Thụ về sự yêu đương mù quáng và cách hành xử tàn ác với người mình yêu. Qua tuần tra, Công an phường E3 thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện bắt giữ một đối tượng nghiện ma túy có 2 tiền án chuyên trộm cắp tài sản ở các khu nhà trọ sinh viên. Thời gian qua, ở các khu nhà trọ sinh viên trên địa bàn phường E3 thành phố Buôn Ma Thuột xảy ra rất nhiều vụ trộm cắp tài sản. Trước tình hình đó, Công an phường E3 đã tăng cường các tổ tuần tra ngày đêm. Do cái điều kiện cơ sở của ký túc xá không có, sinh viên đa số là trọ ở các nhà dân. Thì ở trọ các nhà dân thì tình hình trật tự xã hội rất là phức tạp. Cái nhất là các em sinh viên mất cảnh giác trong khâu quản lý tài sản của mình. Thì trước cái tình hình trên thì công an phường đã có nhiều cái kế hoạch để là phòng ngừa các loại tội phạm này bằng các biện pháp là tiến hành kiểm tra hộ khẩu, quản lý nhân hộ khẩu và đặc biệt là cái biện pháp về tuần tra kiểm soát. Đã phát hiện được nhiều băng ổ nhóm dùng kìm cộng lực đột nhập cắt khóa trộm cắp tài sản của nhà dân và các phòng trọ. Mới đây, một tổ tuần tra của Công an phường E3 đã phát hiện bắt giữ được một đối tượng tên Phạm Hoài Thương, sinh năm 1991, thường trú tại 279 đường Y Nuê, thành phố Buôn Ma Thuột, đến dãy phòng trọ sinh viên ở số 2 trên 22B đường Nguyễn An Ninh, phường E3, trộm cắp điện thoại di động. Thương nghiện ma túy, đã có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản, mới ra tù năm 2017, nay lại tái phạm. Ngay sau đó, Công an phường E3 đã truy thu tang vật, trả lại cho người bị hại. Hiện Công an phường E3 đã chuyển giao vụ việc cùng đối tượng Phạm Hoài Thương cho Công an cấp trên để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý. Vừa qua, người dân ở 2 thôn của xã Krông Á, huyện Mờ Đờ Rắc, tỉnh Đắk Lắk phản ánh vẫn bị ảnh hưởng khó chịu bởi mùi hôi từ nhà máy chế biến tinh bột mì đóng trên địa bàn. Đây là nhà máy chế biến tinh bột mì của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Phước nằm ở khu đầu nguồn nước tại thôn 2 của xã Krông Á, huyện Mờ Đờ Rắc, tỉnh Đắk Lắk, với công suất hoạt động khoảng 20.000 tấn trên một năm. Từ tháng 4 năm 2017 trở về trước, do một số hạng mục và hệ thống xử lý nước thải của nhà máy không đảm bảo, nên trong quá trình hoạt động đã bị vỡ đập bể xả thải, khiến nhiều chất bẩn tràn ra suối gây ô nhiễm đến môi trường sống, hư hại ruộng lúa, ao cá của nhiều hộ dân các thôn trong 2 xã gần đó. Sau đó, khi người dân và báo chí phản ánh, các cơ quan chức năng đã đi kiểm tra, xác định quy mô ô nhiễm và yêu cầu nhà máy đền bù thiệt hại cho người dân với số tiền 1 tỷ 683 triệu đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng đề nghị nhà máy tạm dừng hoạt động để khắc phục, bổ sung một số hạng mục chưa hoàn thiện như hệ thống xả thải và sân phơi. Sau đó, nhà máy đã tiếp thu và có khắc phục sửa chữa lại các hạng mục để xử lý chất thải, chống ô nhiễm. Nhưng đến nay, theo một số hộ dân ở thôn 1, thôn 2 của xã Krông Á phản ánh, thì vẫn còn mùi khó chịu tỏa ra từ khu nhà máy mì này. Thường là nhiều khi vào buổi sáng sớm, mới lại lắm lúc kiểu trời đang nắng rồi xong có hôm bốc tự dưng có hôm mưa ấy, hình như người ta xả hố ga hay là sao ấy, là mùi nó nồng nặc lên. Khách hàng người ta đến là người ta kêu thì người ta ra đây quán sáng người ta ngồi người ta nói chuyện người ta bảo ui ôi mùi nó hôi ấy. Kiểu người ta khó thở đấy. Người ta tức thở rồi thì chóng mắt chóng mặt thì rứt đầu. Nó sẽ ảnh hưởng chứ. Mình cách đây khoảng 3 cây số, thi thoảng là gió cơn gió đưa đến là vẫn thấy mùi, mùi nó khôi nó khó chịu. Bà con thì tập trung đến ngồi thỉnh thoảng cứ bổ mùi thì thối thế. Nếu có như vậy thì nó ô nhiễm môi trường rồi là ảnh hưởng sức khỏe. Còn đây là ý kiến của đại diện nhà máy chế biến tinh bột mì của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Phước. Thực ra mà nói thì trong cái quy trình sản xuất thì không riêng gì nhà máy mì. Mà tất cả nhà máy đều có cái mùi đặc trưng, đó là cái một cái điều mà chắc chắn mà ai cũng cảm nhận được là nó phải có mùi đặc trưng. Còn trước đây cái mùi trước đây nó phát sinh từ cái hệ thống xử lý nước thải, khi đó người ta chưa có cái hệ thống thu hồi ga. Thứ nhất là chưa có hệ thống thu hồi ga thì nó sẽ phát sinh mùi. Nhưng bây giờ là hiện nay là người ta đã tổ chức xây dựng hệ thống thu hồi bioga này, phủ bạt để thu hồi quay lại làm chất đốt, thì cái mùi này sẽ không còn phát tán nữa, còn chỉ còn mùi đặc trưng.
Hai nữa là cái mùi phát sinh ra từ bã phơi. Ngày xưa là chưa có công nghệ sấy để sấy bã, thì bây giờ người ta đã đầu tư công nghệ sấy bã rồi để thu gom cái bã đó để mà sấy và bán thức ăn, làm thức ăn gia súc. Thực ra mà nói thì cái mùi này thì nó thỉnh thoảng chứ không phải liên tục. Khi chạy nó còn tồn đọng. Cái đợt mà sắn người ra dân nhổ lên có mấy ngày người ta mới mang đến, có khi sắn đã thối rồi. Có thể nó phát sinh nhất thời những cái mùi đặc trưng đó thôi. Hiện nay, nhiều người dân xung quanh thì phản ánh, khi hoạt động, mùi từ khu nhà máy mì bốc ra vẫn còn gây ô nhiễm, khó chịu trong sinh hoạt. Còn người phụ trách môi trường của nhà máy mì thì khẳng định, đó là mùi đặc trưng phải có của việc sản xuất, chế biến mì. Vậy, về hệ thống, quy trình kỹ thuật xử lý xả thải của nhà máy chế biến tinh bột mì ở xã Krông Á, đến nay đã đạt tiêu chuẩn theo quy định hay chưa? Và mức độ phát tán mùi hôi ở đây có còn gây ô nhiễm môi trường nữa hay không? Câu hỏi đó đang cần các cơ quan chức năng có chuyên môn của huyện và tỉnh tiếp tục kiểm tra để trả lời cho các hộ dân được rõ. Một nhóm đối tượng từ tỉnh Hải Dương vào Đắk Lắk chuyên hoạt động tín dụng đen cho vay nặng lãi vừa bị đội cảnh sát hình sự công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk điều tra làm rõ xử lý. Trước tình trạng tín dụng đen, cho vay nặng lãi, siết nợ, cưỡng đoạt tài sản diễn ra phức tạp thời gian qua trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã xác lập án điều tra xử lý các nhóm đối tượng. Các đối tượng này với các thủ đoạn cho vay rất là đơn giản, chỉ cần gọi điện vào số điện thoại là có chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu và các tài sản có giá trị khác như là ruộng vườn, nhà cửa, thì các đối tượng nó sẵn sàng là cho vay với lãi suất rất cao. Thì tất cả những người dân mà vay hoạt động tín dụng đen, đa số những người dân khó khăn, gần như không khả năng trả nợ, thì khi mà không có khả năng trả nợ thì các đối tượng này nó sẽ đe dọa bắt buộc người dân phải thế chấp nhà cửa, ruộng vườn, các tài sản có giá trị trả nợ các đối tượng, nếu không thì các đối tượng này sẽ khủng bố mặt tinh thần và vật chất. Qua một thời gian kiên trì xác minh, điều tra, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Buôn Ma Thuột đã làm rõ xử lý một nhóm có 6 đối tượng từ tỉnh Hải Dương vào tỉnh Đắk Lắk cho vay nặng lãi. Đó là Đỗ Trường Minh, Nghiêm Viết Quang, Phan Đình Hải, Nguyễn Thị Hậu, Nguyễn Văn Biền và Đinh Quang Đức. Nhóm này do Minh và Quang cầm đầu. Chúng vào móc nối với Phan Tuấn Tài ở xã E Cao, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để hoạt động. Nhiều anh em thì chơi bạn bè chơi nhau thì làm chung với nhau. Làm chung với nhau thì bọn em mua cái phần mềm MiCAD, nó có tên đăng nhập với cả password, xong là ghi những cái nguồn vốn của những anh em đầu tư vào và tên những cái khách hàng trong đấy để quản lý cho dễ. Hàng ngày thì mấy em đi tập trung đi dán giấy để cho khách hàng người ta biết. Khách hàng có nhu cầu thì bọn em ra gặp mặt với cả xem công việc, người ta xem nhà cửa. Thủ tục thì em chứng minh thư với cả hộ khẩu, mới viết giấy vay. Lãi suất thì ví dụ vay đứng thì từ 3.000, 4.000 đến 5.000 trên 1 triệu trên một ngày. Còn vay họ thì họ 5 triệu thì thu một ngày 200.000 cả gốc lẫn lãi trong vòng 30 ngày. Và qua cái hoạt động tín dụng đen này nó còn chuyển hóa một số các loại tội phạm. Ví dụ như bắt giữ người trái pháp luật, gây thương tích hoặc là cưỡng đoạt tài sản và một số các loại tội phạm khác liên quan hoạt động tín dụng đen trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, làm mất an ninh trật tự tại địa phương. Bước đầu, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Buôn Ma Thuột đã làm rõ nhóm này đã góp vốn với nhau để cho người dân vay lại với lãi suất cắt cổ. Tính đến thời điểm bị bắt, nhóm này đã cho gần 100 người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vay với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng. Hiện đội cảnh sát hình sự công an thành phố Buôn Ma Thuột đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý 7 đối tượng này. Chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay xin tạm dừng ở đây. Quý vị, các đồng chí và các bạn muốn xem lại chương trình hãy truy cập địa chỉ www.công an.daklak.gov.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị, các đồng chí và các bạn. Hẹn gặp lại trong chương trình này vào 8:15 tối Chủ nhật tuần sau. Thân ái chào tạm biệt.